Vậy là tựa game Fairy Tail đã ra mắt một thời gian rất là dài, lâu phết rồi đấy, anh em không nhớ là cái năm nào nữa, nhưng mà hiện tại thì con game này đã quay trở lại và ra mắt ở thị trường Việt Nam của chúng ta vào ngày 9 tháng 10 năm 2024. Video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng anh em review về tựa game này. Thực sự là cái đợt mà con game này ra mắt đầu tiên ấy, thì mình đã gắn bó với con game này khá là nhiều. Và ngày hôm nay quay trở lại thì nó lại có cái gì đó khá là hoài niệm và khá là yêu thích anh em nhá. Tại vì con game này con game mình khá là nghiền mà anh em. Một con game chủ đề về Fairy Tail. Một con game dạng turn based đánh theo lượt. Đấy. Tối đa của chúng ta sẽ có được 4 nhân vật lên trận và kèm theo đó là sẽ có 4 hỗ trợ nữa anh em nhá. Game được thiết kế khá là đẹp mắt. Khá là ổn áp. Ai là fan của Fairy Tail thì đây sẽ là một con game khá là yêu thích của anh em đấy. Rồi. Cái gì đấy? Rất cao quá, chắc chắn luôn này. Rồi, chúng ta đã kéo được cái nhân vật về với đội của chúng ta. Game này cũng sẽ có gacha đi ải là chủ yếu. Video này cũng sẽ tổng hợp lại bộ code dùng chung cho anh em. Game này đang có bộ code dùng chung khá là nhiều và nghe thấy bảo là quà khá là ngon anh em ạ. Rồi, lên level rồi. Tiếp tục chiến đấu tiếp, chúng ta tập trung chủ yếu đi ải là chính thôi. Đây, 4 nhân vật lên trận, sau đó thì có 4 hỗ trợ nữa anh em. Kèm theo đó là có một bộ kỹ năng chính. Đấy, khiêu chiến này. Các cái nhân vật trong Fairy Tail có những cái nhân vật nào thì trong game này đầy đủ hết anh em nhé. Không thiếu một nhân vật nào cả. Bộ code mình để dưới phần mô tả của video. Link tải dưới phần comment của video. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm trên set play và Apple Store. Có mặt trên Android và iOS. Chúng ta có thể là chơi được cả trên giả lập nữa. Ok. Natsu... Lucy, Gray, Eza đầy đủ hết, không thiếu. Tí nữa mình sẽ cho anh em xem các cái nhân vật hiện tại có của con game này. Mong là nhà phát hành con game này sẽ phát triển, phát hành con game này lâu dài để mà những fan của Fairy Tail sẽ được trải nghiệm tựa game này tối đa có thể. Ở game này cũng sẽ có cái yếu tố nữa, đó là idol đánh tay offline nhận quà. Đấy, một cái yếu tố cũng rất là quen thuộc đối với chúng ta rồi. Ok, game này nhiều tính năng phết, ra mắt được có nghĩa là con game này lúc bản đầu của nó thì nó ra mắt khá là lâu đời rồi. Lâu phết rồi. Và đời đó con game này cũng là một con game gây sốt khá là nhiều. Và với phiên bản mới của chúng ta vào ngày ra mắt là ngày mùng 9 tháng 10 năm 2024, có nghĩa là ngày hôm nay đấy, thì đây sẽ là một con game cực kỳ là đông người yêu thích. Anh em có thể là lên fanpage của con game này thì anh em sẽ thấy cái lượng tương tác của con game này rất là cao. Game có cả group cho anh em nữa, nên là anh em có thể là truy cập vào fanpage và group để mà update thông tin về game. Rất là nhiều những cái sự kiện và hoạt động của game để mà anh em có thể nhận được quà. Game có cái hiệu ứng chiêu thức khá là đẹp mắt. Game nó không làm kiểu là nó không thiết kế theo cái kiểu 3D ấy, nên là chúng ta sẽ có được một con game vừa về mặt dung lượng, về mặt gọi là độ mượt của game và cái hiệu ứng chiêu thức tạo hình nhân vật. Tạo hình nhân vật nó rất là sắc nét chứ nó không có cái hiện tượng bị kiểu như là bị răng cưa anh em nhé. Rất là sắc nét. Chơi khá là ổn áp em ạ. Rồi. Game cho chúng ta mở auto khá sớm này, có tăng tốc x2 và cả x3 nữa. Thua rồi, trận này không ổn, trận này không ổn rồi anh em ạ. Thôi lướt 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 sớm cho nó đỡ mất thời gian anh em ơi. Gift code của con game này thì chúng ta sẽ có được, đó là ở chờ mình chốt. Góc trên cùng của tay trái chúng ta click một cái avatar và ở đây chúng ta sẽ có được gift code. À mà lưu ý thêm là con game này sẽ hỗ trợ 3 cái ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Thái anh em nhé. Nhiệm vụ ngày chưa hoàn thành được em ạ. Tính năng mới này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi khám phá về các cái nhân vật có trong con game này đã. Chúng ta sẽ có được cái phần đồ giám đây. Các cái nhân vật hiện tại thì cái phẩm cao nhất đó là phẩm SS. Đấy, Mavis, những cái nhân vật rất là quen thuộc trong vũ trụ của Fairy Tail. Tinh linh vương Lucy này anh em này. Những cái nhân vật nào chúng ta sẽ sở hữu thì chúng ta sẽ không thấy được cái màu sắc của nhân vật này anh em nha. Hades này. Đấy. Ok. Lôi viêm long lát sư. Chúng ta có Eza Thiên Luân Giáp, những cái nhân vật đại diện cho Fairy Tail. Đấy, chúng ta có Wendy này. Chúng ta có Diệt Quỷ Gray này. Đấy, những cái nhân vật đại diện cho Fairy Tail là Sus. Ok, đấy, các cái nhân vật của chúng ta hiện tại có cả thêm phần thần khí và có cả thêm cái phần kỹ năng chính nữa anh em.
Đó, đấy là toàn bộ các nhân vật của chúng ta. Về phần chiêu mộ, đây là phần chiêu mộ của ta. Chiêu mộ 10 lần chắc chắn nhận S Pháp Sư. Có nghĩa là nó sẽ có cái bảo hiểm của nó anh em nhé. Tích lượt chiêu mộ nhận rương mảnh tự chọn SS. Đây là phần gacha, chúng ta sẽ có hai dạng, đó là gacha chìa khóa và gacha thư mời. Đấy, thư mời thường và thư mời hoàng kim thì chúng ta có cái phần chìa khóa chiêu mộ từng lần một. 100% nhận Pháp Sư cấp S và SS trở lên. Phần gacha của chúng ta. Ngoài ra thì những cái tính năng khác, ví dụ như là phần đội trưởng, đây là phần gọi là hào quang của đội trưởng. Mỗi một đội trưởng thì nó sẽ có cái kỹ năng pháp sư khác nhau. Anh em có thể là lựa chọn để cho vào đội hình. Pháp sư về phần nâng cấp của chúng ta thì nó sẽ có những cái phần nâng cấp, ví dụ như là tăng cấp level lên cho pháp sư. Sau đó thì tăng cái màu, tăng cái giới hạn level cho pháp sư thì nó sẽ nâng cấp cái màu của pháp sư lên anh em nhé. Các nhân vật của chúng ta thì sẽ là hiện tại thì mới đang có được lát sư là S thôi. Còn lại thì Lucy của chúng ta. Đấy, các cái nhân vật còn lại là A và B, những cái nhân vật rất là bình thường. Cho S thì chúng ta up S trước. Huấn luyện này để mà mở cái kỹ năng của nhân vật này. Trang bị nhân vật này, chúng ta có cả bảo vật cho nhân vật nữa anh em nhá. Đấy, kỹ năng của nhân vật thì cái này là chúng ta sẽ cần phải huấn luyện cái nhân vật lên thì nó sẽ giúp anh em mở được toàn bộ kỹ năng của nhân vật. Đấy, nhớ là link tải dưới phần mô tả của video. Tham gia cả luôn cái fanpage và group của game để update thông tin về game. Code thì mình sẽ test luôn xem là code sẽ có những cái gì anh em ạ. Đây là code dùng chung của chúng ta anh em nhé. Chúng ta có được Gray 8 cái chìa khóa vàng, mảnh quà cao cấp và vàng 100.000. Ôi, quà ngon phết anh em ạ. Đây là cái code dùng chung thứ hai. Chúng ta có 300 kim cương, 10 cái thu mồi thường, mảnh quà cao cấp và rương thần khí A. Ôi, quà được anh em ạ. Gift code xương của nó đấy. Đây là code dùng chung thứ ba của chúng ta này. 10 thư mời thường, quà kim cương, phong thư xịn và 100.000 vàng. Đây là cái code dùng chung thứ tư. Mình lại thừa ra một cái dấu cách quá rồi. Đây. Kết quả không tồn tại á. Đây đây, vẫn dấu cách. Anh em để ý cái dấu cách cho mình. Ôi, 10 cái thư mời hoàng kim luôn, một cái rương thần khí S chọn. Ngon nha, quà thơm cực kỳ luôn. Và đây là cái code dùng chung thứ năm của chúng ta. 300 kim cương. Ôi, được, quà rất là chất lượng em nha. Ngoài ra thì ở trên cái fanpage của game nó sẽ có rất nhiều những cái sự kiện. Hiện tại trên cái landing website của game này cũng đang có cái sự kiện kiếm gift code. Anh em có thể truy cập vào để mà update nha anh em. Mình sẽ để dưới phần mô tả ở phần comment của video này đầy đủ thông tin cho anh em để mà khám phá thông tin về game, các cái sự kiện ở trên fanpage của game em nhé. Tiêu hao. Cái này thì chúng ta sẽ phải lựa chọn sau, cứ bình tĩnh, không phải gì phải vội. Chúng ta đã có thêm được một S nữa rồi. Đó chính là Gray. Ngon. Phần kết bạn của chúng ta, bạn bè thì nó sẽ nhận những cái phần quà, phiếu viết các thể loại. Đấy, tựu chung nó là như vậy thôi anh em. Cũng vừa quen thuộc và lại vừa hấp dẫn và lại vừa thú vị. Chúng ta sẽ có cái phần bảng xếp hạng nữa. À mà test luôn cái phần đây là cái giao diện chính của con game này. Chúng ta có thể là di chuyển cái nhân vật của chúng ta đi. Chúng ta có thể là thay thế được cái nhân vật để mà di chuyển em nhé. Rồi, chiêu mộ tạm thời hình như nó cho một vé ngon đã. Nên nó có được 17 cái chìa này và cái thư mời ở đây là nó rất là ngon rồi. Mình sẽ test trước cái thư mời anh em nhé. Cái này chúng ta có thể là skip qua. Đây là một A này. Sau đó chúng ta sẽ có cái thư mời hoàng kim này. Để xem nào. Ra SS đi. Ra SS thôi nào. Úi giời, ra được một S thôi anh em nha. Brand. Đấy, thư mời thường. Test một phát X10 phát xem nào. Ô, 19 lần chắc chắn sẽ ra SS á. Vậy là nó chắc chắn sẽ nhận được một SS ở ngay giai đoạn đầu em ạ. Đây là gì đây? Một S Gray. Vậy chúng ta có thể là lâng cấp, chiêu mộ thêm 20 lần chắc chắn sẽ nhận pháp sư SS. Quá tuyệt vời luôn. Quà đây là quà thơm chứ không phải là quà thường em ạ. Thêm chiêu mộ ở đây còn thêm 3 vé nữa thôi, là thêm được một lần gacha nữa để xem nào. Cấp A đến cấp S, đây là chỉ là A này. Tiếp tục này, đây vẫn là A anh em nhá. Rồi, phần gacha của chúng ta như vậy. Chìa thì chúng ta sẽ kiếm thêm để mà tiếp tục gacha tiếp để nhận thêm pháp sư SS anh em ơi. Rất cảm ơn anh em đã xem đến cuối cái video này và chúc anh em có những phút giây thư giãn bên tựa game Fairy Tail rất là hấp dẫn mới ra mắt ở thị trường Việt Nam của chúng ta nhé. Bye bye.